Bình Chánh phát hiện 189 ca nghi nhiễm cộng đồng trong một ngày. Số ca mắc trong cộng đồng tại huyện Bình Chánh có dấu hiệu tăng khi phát hiện đến 189 ca dương khi test nhanh chỉ trong một ngày. Trong ngày 22 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy mẫu test nhanh kháng nguyên tại 11 ấp thuộc huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Trên buổi sáng, phát hiện 78 trường hợp dương tính trên 3.000 mẫu test nhanh tại xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B. Đến 16 giờ số ca dương tính với test nhanh kháng nguyên ghi nhận tổng cộng là 189 trường hợp. Theo cổng thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, số ca nghi mắc của Bình Chánh trong ngày 22 tháng 10 là cao nhất trong số các quận huyện thuộc thành phố như vậy. Từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Bình Chánh có tổng số ca mắc là 27.311. Huyện Bình Chánh đã áp dụng ngay hướng dẫn mới về quy trình xử lý ổ dịch tại cộng đồng. Cụ thể, đối với hộ gia đình có F0, các thành viên trong hộ sẽ được xét nghiệm và cách ly trong 14 ngày từ ngày phát hiện F0 đầu tiên. Lực lượng chức năng tiến hành đánh giá sơ bộ các tiêu chí như có ít nhất 2 hộ gia đình có F0 trong cùng khu vực và có giao tiếp với nhau, tính chất của địa bàn dân cư, tình trạng tiêm chủng đã từng là ổ dịch trong 3 tháng trước đó. Sau đánh giá sơ bộ, lực lượng chức năng khoanh vùng, phong tỏa tạm thời ổ dịch trong vòng 24 giờ để điều tra và xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, việc thực hiện quy trình mới khi phát hiện F0 trong cộng đồng vừa có thể phát hiện sớm F0 để ngăn chặn dịch lây lan, vừa giúp tinh thần F0 thoải mái khi cách ly tại nhà, chỉ trường hợp thực sự cần thiết mới phải nhập viện. Ngoài ra, quá trình quản lý, điều tra và đánh giá lại ổ dịch sẽ được thực hiện sau mỗi 3 ngày, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi ổ dịch tùy theo kết quả. Huyện Bình Chánh đã tiêm được 906.331 liều vaccine, trong đó mũi 2 đạt 77,5%. Hiện còn 1.367 F0 cách ly tập trung và 1.299 F0 điều trị tại nhà. Huyện Bình Chánh áp dụng chiến lược mới trong xử lý ổ dịch. Chiều ngày 21 tháng 10 năm 2021, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về hướng dẫn mới về quy trình phát hiện và xử lý F0 tại cộng đồng trong tình hình thích ứng an toàn với COVID-19. Tham gia lớp tập huấn có Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức và các quận huyện. Sau cuộc họp hướng dẫn, huyện Bình Chánh là địa phương tiên phong áp dụng quy trình này khi đã triển khai thực hiện xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các khu vực đang diễn ra ổ dịch, khu vực nguy cơ cao trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh. Công tác này nhằm đánh nhanh, còn để nhanh chóng dập dịch, kiểm soát sự lây lan. Theo quy trình mới được áp dụng, các F0 khi được phát hiện, nếu đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà và được cấp thuốc điều trị. Đồng thời việc xét nghiệm sẽ thực hiện cho tất cả người dân trong phạm vi ổ dịch nhằm phát hiện hết những đối tượng có nguy cơ cao bị lây nhiễm. Qua đó đưa những người nhiễm mới phát hiện vào hệ thống quản lý, chăm sóc và điều trị ngay tại nhà. Việc thực hiện quy trình mới này có hai ý nghĩa. Thứ nhất là phát hiện sớm F0 để ngăn chặn dịch lây lan. Thứ hai là việc cách ly tại nhà sẽ tạo điều kiện cho F0 có được tinh thần thoải mái và như những trường hợp thực sự cần thiết mới phải nhập viện. Ngoài ra cũng theo quy trình mới thì quá trình quản lý, điều tra và đánh giá lại ổ dịch sẽ được thực hiện sau mỗi 3 ngày nhằm phát hiện sớm tất cả các ca F0 mới để đưa vào quản lý và quyết định việc mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi ổ dịch. Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra công tác thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và tiêm vaccine phòng COVID-19. Hai hoạt động này sẽ được tổ chức ngay tại 11 ấp trên địa bàn huyện Bình Chánh. Trong buổi sáng cùng ngày, huyện đã phát hiện khoảng 78 trường hợp test nhanh dương tính trên hơn 3.000 mẫu xét nghiệm tại xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B. Ngay lập tức, huyện Bình Chánh đã áp dụng ngay hướng dẫn mới về quy trình xử lý ổ dịch tại cộng đồng. Cụ thể, đối với hộ gia đình có F0, các thành viên trong hộ sẽ được xét nghiệm và cách ly trong 14 ngày từ ngày phát hiện F0 đầu tiên. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tiến hành đánh giá sơ bộ các tiêu chí như có ít nhất 02 hộ gia đình có F0 trong cùng khu vực và có giao tiếp với nhau, tính chất của địa bàn dân cư, tình trạng tiêm chủng đã từng là ổ dịch trong 3 tháng trước đó. Sau đánh giá sơ bộ, các lực lượng chức năng sẽ khoanh vùng ổ dịch nhằm phong tỏa tạm thời ổ dịch trong vòng 24 giờ để điều tra và xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Việc huyện Bình Chánh áp dụng kịp thời hướng dẫn mới về quy trình phát hiện và xử lý F0 tại cộng đồng sẽ giúp phân loại nguy cơ, kiểm soát dịch bệnh và có cơ sở điều chỉnh quy trình mới hướng để phù hợp nhất với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố. Theo HCDC,